Vâng, chào mọi người, chào cả nhà. Nay em làm đoạn video gửi gắm đến với mọi người, đến với các bác các anh một chiếc TV Samsung đèn 4K, máy Samsung đời cao, tràn viền nhé. Tràn viền, ôi giời, trượt, để dưới đất trượt. Vừa em mua được sáng nay. Vừa em mua được sáng nay của học sinh sinh viên. Máy rất là đẹp, 43 in đời cao mọi người nhá, đời internet luôn. Đang đi xem thử và làm video để gửi gắm đến với mọi người luôn. Samsung, cái chữ Samsung nó nhỏ nhỏ tí tí đây, để dưới lên nhà nó trơn trơn, cho nên là em phải chặn cái chân vào đây. Đấy. Hình ảnh rất là đẹp mọi người nhá. Cái gì trắng trắng cái này, không, đây, đây, đây. Màn hình ngắn. Mua về có cái nào bán thế. Mua của học sinh sinh viên này vừa mua xong còn đang xem tốt. Hình đẹp, tiếng tốt. Đấy, phải bổ sung vào cái khỉa. Đây, cho nó nói chung là hình đẹp tiếng tốt thì cũng chả biết là như thế nào, nhưng máy này máy Samsung đời cao, máy viền ngỏ con tí, viền ngắn con tí, rất là đẹp. Em mua của bạn ấy không có khiển, về bổ sung vào cái khiển mới, bổ sung vào cái khiển mới. Đàm tải gửi nó gắm lên đây, lên kênh, ai có nhu cầu sử dụng đến thì em bán, em chuyên sửa chữa TV. Mua bán TV trao đổi. Thế ở trên này một tí này là cái màn hình, cái này có cái khiển chuyên dụng, khiển cho nó giãn màn hình, nó dài ra tí nữa là hết rồi. Trên này có một tí cái kiểu là nó thiếu màn hình, như kiểu các bác chỉnh, như mình chỉnh ở chế độ màn hình ngắn đây. Đời là đời internet luôn mọi người nhé. Đời này đời có internet luôn. Rất là đẹp. Đúng rồi, cái này nó có một tí tầm độ bằng cái tăm. Cái này có cái khiển chuyên dụng mà chỉnh nó xuống là hết. Chỉnh nó giãn ra tí này hết, không có, không có khiển chuyên dụng. Vâng, em làm video em gửi gắm lên đây, ai có nhu cầu mua nó cũng hợp lý với các bác ạ. TV thì đồng ý là còn xem tốt thì nó đang như thế này, đây đời nó đời cao, chứ còn bảo là điện tử thì các bác cũng biết là bảo thề hứa nó được năm này tháng nọ thì chả ai biết đâu mà lần cái TV. Đồ điện tử thì chả biết ai đâu mà lần được, máy thì nó còn đẹp lung linh thế này, hình đẹp tiếng tốt thế này thì em đăng tải mua được, cái đăng tải lên đây em chuyên mua và bán. Nói thật là mua là 2,5 triệu rồi, thêm cái khiển 50 là 2,550,000, lấy thêm 150 tiền công cũng là 2,7 triệu. Ai có nhu cầu thì mời đến nhà em. Em ở Hà Đông Hà Nội nhé. Và các bác anh ở xa nhận được bằng ô tô, có nhu cầu dùng đến con này thì điện cho em. Em gửi cho các bác bằng ô tô 2,700,000 tại nhà, không bao ship nhé. Các bác anh ở gần thì đến đấy. Trên này nó có một cái tí bằng cái tăm ấy, nó nằm ngang suốt ở đây. Đây là màn ảnh nó thiếu cái này, là nó do cái khiển chuyên dụng ấy, là mình có cái khiển chuyên dụng mở ra cái căng cái màn hình nó ra một tí này. Là nó hết, nhưng mà đây nó có một tí thì không. Bình thường thì chả ai để ý, có điều em thì em có cái nào thì em nói ra như vậy, nói ra để các bác nắm được. Còn hình đẹp tiếng tốt luôn, quán đẹp đấy. Chất lượng hình ảnh tốt nhá, tiếng ngon. Em cho to tiếng đây. Hình ảnh rất là đẹp luôn đấy. Em quay trọn cảnh cái TV để các bác nó xem. TV Samsung các bác nhé. Là hình ảnh chất lượng tốt. Hình tràn viền, đời internet, em bán 2,700,000 tại nhà. Ai có nhu cầu xin liên lạc theo số điện thoại 0982 897746. Vâng, em xin nhắc lại 0982 897746, em ở Hà Đông Hà Nội nhé. Các bác các anh ai có nhu cầu thì liên lạc cho em. Em chỉ đường các bác đến nhà lấy là điều tốt nhất. Còn các bác các anh ở xa ai có nhu cầu dùng đến nó xem gia đình thì em gửi tốt nhất là nên giao lưu với ô tô, gửi bằng ô tô là hợp lý nhất. Vâng, em xin cảm ơn mọi người, cảm ơn các bác các anh các bạn đã xem video của em. Em chào mọi người.